Sở Viết Công Chữ đại diện cho hơn 33.000 học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận dâng hoa chúc mừng. Xin mời các em tiến vào lễ đài để dâng hoa. Dẫu biết
sự vươn lên hơn nữa trong học tập mới là món quà mà thầy cô quý nhất. Và trong ngày 20 tháng 11 đầy ý nghĩa này, em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh toàn quận kính dâng lên quý thầy giáo, cô giáo lời kính yêu chân thành, lòng biết ơn vô hạn cùng lãng hoa tươi thắm nhất của chúng em. Kính mong quý thầy cô hãy đón nhận món quà tinh thần này, đó là tình cảm, là tấm lòng của chúng em nghĩ về thầy cô hôm nay và cả mai sau. Chúng em hứa sẽ nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện và gặt hái nhiều thành quả trong học tập này để thầy cô có nụ cười trên đôi môi. Em xin trân trọng kính mời cô Trần Thế Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, đại diện cho quý thầy giáo, cô giáo lấy nhận tấm lòng của chúng em. Trân trọng kính mời cô. Xin mời cô giáo Trần Thị Thúy Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo tặng quà cho các em. Xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, kính chúc quý cô chú lãnh đạo, cô